Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 7 năm 2018 có những nội dung chính sau. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Những điển hình tiên tiến trong hành trình vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 7 tại xã Đồng Trạch, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Phan Văn Mạc, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Trạch đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 và kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Theo đó, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018 nhằm xem xét đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Kỳ họp đã xem xét các báo cáo quan trọng của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, của các ngành, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 cũng đã thảo luận, xem xét và thông qua 9 nghị quyết quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp, căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới. Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri huyện Bố Trạch đã bày tỏ sự vui mừng, kỳ vọng vào những đổi mới sau khi các nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đi vào cuộc sống. Cử tri cũng đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, chế độ chính sách cho người có công và cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, những bất cập trong đảm bảo hành lang an toàn lưới điện. Liên quan đến lĩnh vực giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, một số cử tri phản ánh sự xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường liên xã từ Đồng Trạch đi Liên Trạch nên người dân khó khăn trong hoạt động giao thương, cần quan tâm đầu tư các tuyến đường nội đồng, kênh mương thoát nước cho người dân xã Đồng Trạch. Sau khi lắng nghe đề xuất kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo xã, huyện và các sở ngành liên quan đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của các cử tri và trực tiếp trả lời một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Những ý kiến còn lại, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Hôm nay ngày 25 tháng 7, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Hoàng Minh Đề, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, ông Hoàng Xuân Tân, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, kết quả nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 và tình hình giải quyết các kiến nghị đề xuất của cử tri huyện Tuyên Hóa thời gian qua. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tuyên Hóa đã tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, công tác quản lý bảo vệ rừng ở một số địa phương vẫn còn buông lỏng, đời sống của các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn, việc tranh chấp đất rừng ở xã Đông Hóa, các chính sách hỗ trợ sản xuất đối với người dân, vấn đề giải quyết chế độ chính sách cho người có công, cán bộ hưu trí, người cao tuổi, công tác phòng chống tham nhũng và một số vướng mắc trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi lắng nghe cử tri phản ánh, trên tinh thần thẳng thắn, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp thu và giải trình trực tiếp một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tập hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tại huyện Quảng Ninh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng vừa có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 15 hộ dân ở thôn Xuân Sơn, xã Vạn Ninh, quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do các hộ chăn nuôi xả thải, tình trạng khai thác cát sỏi tại thôn Kim Sen, xã Trường Xuân gây ra sỏi lở khu vực ven sông. Tại huyện Bố Trạch, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng vừa có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Bố Trạch đã có nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung gồm cần đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Liên Trạch để tạo thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân, cần có chính sách hỗ trợ về giá giống trong sản xuất nông nghiệp, xem xét giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.
đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu và giải trình các vấn đề mà cử tri quan tâm. Những ý kiến còn lại sẽ được chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tại huyện Minh Hóa, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Minh Hóa đã có một số ý kiến như cần quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, công tác hỗ trợ, di dời người dân ở vùng ngập lụt, cần phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh về du lịch của huyện Minh Hóa. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tập hợp để trình tại kỳ họp sắp tới. Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Hới khóa 21 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Ông Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận về những báo cáo đã được trình bày và chất vấn các ban ngành một số vấn đề như công tác thu ngân sách, quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, giáo dục đào tạo, hạ tầng đô thị, tài nguyên môi trường. Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Hới đã thông qua các dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2019, nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách thành phố năm 2018, nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở ban ngành để nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay, công việc rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 đã hoàn thành. Trong đó, diện tích quy hoạch 3 loại rừng toàn tỉnh là trên 627.980 ha, gồm 152.872 ha đất quy hoạch phòng hộ, 144.226 ha đất quy hoạch đặc dụng, 330.883 ha đất quy hoạch sản xuất. Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn, các sở ban ngành, chính quyền cơ sở và các đơn vị chủ rừng cũng đã trình bày những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo sự thống nhất phù hợp với thực tiễn, cũng như đáp ứng được định hướng bảo vệ, phát triển rừng theo mục tiêu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân đánh giá cao trách nhiệm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương và sự nỗ lực của đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Đồng chí nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030 phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cũng như quy hoạch sử dụng đất của tỉnh. Đối với tổng diện tích đất điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng phải căn cứ vào Nghị định số 45 ngày 9 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trong đó phân bổ chỉ tiêu diện tích đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất rừng sản xuất của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 là 615.250 ha. Về tầm nhìn đến năm 2030, căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và tiên lượng của các nhà khoa học ngành nông nghiệp để có sự điều chỉnh phù hợp. Về tỷ lệ các loại rừng, phải có sự cân đối giữa rừng tự nhiên và rừng trồng, trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc hạn chế chuyển đổi rừng tự nhiên sang rừng trồng, trừ các dự án về quốc phòng an ninh. Đối với rừng tự nhiên, ưu tiên rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, hạn chế việc chuyển đổi sang rừng sản xuất. Đối với rừng trồng, ưu tiên trồng rừng sản xuất có khả năng phòng hộ. Có một bài ca không bao giờ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã trở thành truyền thống tốt đẹp, làm nên sức mạnh Việt Nam, một dân tộc anh dũng, kiên cường và nhân văn. Ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện quan trọng, là dịp toàn thể dân tộc Việt Nam tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội, để cuộc sống tinh thần và vật chất của người có công, gia đình chính sách đầy đủ hơn, ấm áp hơn. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, chiều nay ngày 25 tháng 7, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm và tặng quà cho thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Cùng đi có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới,
đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà cho bà Đặng Thị Thinh, sinh năm 1933 ở thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, là mẹ của liệt sĩ Đặng Văn Lập, hy sinh năm 1978 tại mặt trận Tây Nam. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe và luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương cho con cháu noi theo. Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho bà Bùi Thị Ve, sinh năm 1945 ở thôn Thuần Hòa, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, là thương binh hạng 4/4. Từng là chiến sĩ thanh niên trung phong thuộc đơn vị N125P31, thanh niên trung phong Quảng Bình. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ sự tri ân công lao to lớn của các thương binh, gia đình có công với đất nước và mong các thương binh, gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã lưu ý cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cả gia đình chính sách, thương binh, người có công với cách mạng, hỗ trợ và tạo điều kiện để cả gia đình chính sách có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chiều nay ngày 25 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Rè ở thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy và mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Đăng ở thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của các mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đối với công lao to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay ngày 25 tháng 7, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Minh Hóa. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Tham, 97 tuổi, ở thôn Đa Thình, xã Hòa Hợp và gia đình thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Đô ở thôn Yên Phú, xã Trung Hòa. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công hiến, hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Minh Hóa cần thực hiện tổ chính sách đền ơn đáp nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn, thường xuyên quan tâm chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần đối với những gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Sáng nay ngày 25 tháng 7, đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà cho thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Dung ở khu phố 4, phường Ba Đồn, là vợ của liệt sĩ Ngô Trí Giang, hy sinh năm 1970 khi tham gia chiến đấu ở mặt trận phía Nam, và ông Phạm Thất ở thôn Phủ Trịch, xã Quảng Lộc, sinh năm 1948, từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, và có hai người con bị nhiễm chất độc da cam với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 90%. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Cao Văn Đình đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống của các gia đình. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để là tấm gương cho con cháu noi theo. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách dành cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn. Cũng trong sáng nay ngày 25 tháng 7, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã. Đồng chí Bí thư Thị ủy đã đến thăm và tặng quà bà Phan Thị Xét, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh Nguyễn Hữu Xứng ở thôn Đông Bắc và gia đình thương binh Hoàng Đình Xén, trú ở thôn Trung Thủy, xã Quảng Thủy.
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thị ủy đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước, chính quyền và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của các gia đình, người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ và tạo điều kiện để các gia đình chính sách có cuộc sống tốt đẹp hơn. Huyện Quảng Trạch cũng vừa tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công hiến, hy sinh xương máu của các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương, động viên con cháu thi đua phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Lãnh đạo huyện Bố Trạch vừa đến thăm tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã ân cần động viên, thăm hỏi sức khỏe các thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực vận động con cháu gương mẫu và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khắc phục khó khăn để vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa đến dâng hương đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia Đường Chính, nghĩa trang Trường Sơn, cả di tích lịch sử quốc gia tỉnh Quảng Trị, hang Tám Khô, nghĩa trang Trường Sơn Long Đài, tỉnh Quảng Bình. Với tấm lòng thanh kính tri ân, trong lễ dâng hương và đặt vòng hoa kính viếng, cả đồng chí trong đoàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nguyên hiệu trưởng anh linh các anh hùng liệt sĩ sẽ luôn phát huy truyền thống quý báu của lực cha anh, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả mà Đảng và nhân dân giao phó, chung sức chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Huyện Tuyên Hóa vừa long trọng tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng và kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và tặng kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đã trao danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Trương Thị Lan, xã Lâm Hóa và mẹ Lê Thị Thiêu, xã Văn Hóa, đồng thời trao kỷ niệm chương cho 7 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày 25 tháng 7, huyện Quảng Ninh tổ chức lễ trao tặng, truy tặng kỷ niệm chương cho các cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Trong đợt này, huyện Quảng Ninh có 61 cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày được tặng kỷ niệm chương. Trong đó có 31 cán bộ chiến sĩ được trao tặng kỷ niệm chương và 30 cán bộ chiến sĩ đã mất được truy tặng kỷ niệm chương. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trên địa bàn huyện. Họ đã nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Chương trình truyền hình thực tế tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai tại thị xã Ba Đồn. Những điển hình tiên tiến trong hành trình vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 7 tại xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn tổ chức chương trình truyền hình thực tế tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn đã đến dự. Chương trình tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai nằm trong đề án số 85 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để giúp các hộ nghèo có phương tiện sản xuất, vươn lên giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018. Đến nay, chương trình đã tổ chức ghi hình tại 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây là chương trình truyền hình thực tế được đầu tư khá kỹ lưỡng cả về mặt nội dung lẫn hình thức thể hiện.
Tại chương trình, 30 hộ nghèo trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã trải qua phần thi lý thuyết liên quan đến kiến thức chăn nuôi bò sinh sản và những kiến thức nhà nông. Ở phần 2, ban tổ chức đã lựa chọn 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong số 30 hộ gia đình được trao tặng bò để tham gia trò chơi kiến thức và trò chơi vận động. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 30 con bò cải sinh sản, mỗi con bò trị giá 15 triệu đồng cho các hộ nghèo. Thời gian tới, chương trình tiếp sức cho người nghèo vùng thiên tai sẽ đến với các hộ nghèo tại huyện Minh Hóa. Cũng trong sáng nay ngày 25 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao công trình nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng và tặng quà gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tại thôn Kim Trung, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì lễ bàn giao. Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Văn Man ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cả cán bộ chiến sĩ trong quá trình nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Kim Trung. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền, người dân địa phương cần nêu cao trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dịp này, cán bộ chiến sĩ của cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành nạo vét, tu sửa hơn 2 km kênh mương, gần 4 km đường ống dẫn nước, phát quang 2 hồ chứa nước, đổ bê tông và lắp đặt 45 mét vuông mái tôn sân nhà văn hóa, tăng hệ thống âm thanh, cảnh tiết, bàn ghế, giúp đỡ 5 hộ gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và tặng 15 suất quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Tổng số tiền hỗ trợ trong đợt này là gần 160 triệu đồng. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình vừa đến thăm các gia đình có ngư dân bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt thủy sản trên biển. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Lệ ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch và gia đình ông Lê Văn Minh ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh. Đây là hai gia đình có chồng và con bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong khi đang đánh bắt thủy sản trên biển. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ trước những mất mát mà cả gia đình đang gặp phải, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình số tiền 3 triệu đồng. Đây là số tiền từ nguồn quỹ nhân đạo nghề cá được huy động từ sự đóng góp của các đoàn viên công đoàn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có điều kiện để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thông qua sự hỗ trợ về cây, con giống, chính sách tín dụng, nhà ở mà nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tại địa bàn huyện Lệ Thủy. Những ngày này, gia đình anh Trần Đức Tình và chị Lê Thị Hiền ở thôn Tân Thịnh, xã Tân Thủy đang tất bật thu hoạch lúa tái sinh và chăm sóc đàn bò đang trong giai đoạn sinh sản. Tuy vất vả, nhưng chị Hiền cảm thấy vui vì gia đình vừa bán được 3 con bò cải sinh sản, thu về hơn 30 triệu đồng. Có được nguồn thu nhập trên là nhờ sự hỗ trợ từ chương trình trao bò giống sinh sản cho hộ nghèo. Khi ở riêng ra thì khổ rồi, làm lùng cũng hai vợ chồng vất vả, làm cũng không đủ để ăn, rồi thêm thay là trong lúc đã nghèo rồi thì bị tai nạn nữa. Cho nên nhờ mặt trận thôn và chính quyền ở thôn thì họ cũng giúp đỡ thì cho hộ nghèo. Thì trong lúc cho hộ nghèo thì cũng may mắn rằng là trên có cho con bò, thì giúp đỡ cho gia đình thì nói chung từ ngay cho con bò đến dư thì gia đình cũng vượt lên thoát nghèo. Còn đây là ngôi nhà mới của vợ chồng anh Lê Văn Thỏa và chị Nguyễn Thị Hợi ở thôn Tân Lực, xã Tân Thủy. Từ nguồn hỗ trợ của chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và sự ủng hộ của gia đình, người thân, bạn bè, anh Thỏa và chị Hợi đã hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà, có an cư mới lập nghiệp. Từ khi có ngôi nhà mới, anh chị đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Từ khi mới ra riêng thì nói chung hai vợ chồng cũng ở trong nhà tạm bợ, nhà như nhà tránh bất đất. Mà sau này có cái điều kiện trên xã về hỗ trợ chương trình có 20 triệu đồng mà bà con hỗ trợ này thì nói chung hai vợ chồng cũng cố gắng vay mượn rồi làm ăn dân dùng rồi cũng có, chứ hôm nay cũng xây được cái nhà. Gia đình cùng hai vợ chồng cũng muốn là trồng thêm cây ăn quả, vậy là chăn nuôi cá, nhưng mà nói chung kinh phí thì chưa cũng đang hạn hẹp, nên như cũng mong trên cấp trên là như cho hai vợ chồng được có vay vốn được cái ưu đãi để hai vợ chồng cũng phát triển thêm để làm ăn này nuôi con, và nói chung trong công việc thì cũng cho ổn định hơn. Qua hàng năm là ủy ban xã đã tập trung ra soát trên tất cả 12 thôn để xác định các cái đối tượng hộ nghèo có tính chất là đầu tư hỗ trợ cùng để
thoát nghèo theo từng năm bền vững. Và cụ thể các năm vừa rồi thì Tân Thủy đã tỷ lệ hộ nghèo giảm theo hàng năm, đến thời điểm hiện tại bây giờ là hộ nghèo còn lại là dưới 5%. Và xác định trong một thời gian tới là tập trung các cái mục tiêu và các cái hộ còn có hoàn cảnh khó khăn để đầu tư các hạng mục để xóa nghèo mà theo tính chất là bền vững, để với mục tiêu là công tác xóa đói giảm nghèo trên xã nhà Tân Thủy là hình thức là giảm nghèo một cách là bền vững và toàn diện để phát triển kinh tế trên tất cả các lĩnh vực. Đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ nghèo trong hành trình vươn lên thoát nghèo bền vững là sự chung tay góp sức của các chương trình tín dụng ưu đãi mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lệ Thủy đã thực hiện trong nhiều năm qua. Để góp phần thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lệ Thủy đã mở rộng mạng lưới hoạt động về tận cơ sở nhằm đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi về với hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lệ Thủy đang thực hiện 13 chương trình tín dụng với tổng dư nợ trên 433 tỷ đồng. Thì trong đó có một số chương trình liên quan trực tiếp đến người nghèo như là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo, nhà ở. Có thể khẳng định rằng thì nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội là đã và đang phát huy tốt hiệu quả. Thì qua kiểm tra định kỳ hàng năm thì kết quả cho thấy là hộ vay về cơ bản sử dụng vốn vay đúng mục đích, đầu tư đúng đối tượng và phát triển kinh tế của gia đình là càng ngày càng cao. Trong thời gian tới thì Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ theo chỉ tiêu mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giao. Trong đó thì vốn sẽ tập trung ưu tiên vào những cái địa bàn, những đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao và những đơn vị đang thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, huyện Lệ Thủy có trên 3.000 hộ nghèo. Đây là những đối tượng luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự chia sẻ của toàn xã hội trong hành trình vươn lên thoát nghèo. Chiến tranh đã qua đi, nhưng còn hàng trăm ngàn người nhiễm chất độc da cam dioxin tồn tại. Họ mang trong mình những căn bệnh quái ác, hình dạng cơ thể bất thường. Hiện nay đã phát hiện thế hệ thứ tư di chứng chất độc da cam rất thương tâm. Hãy chung tay bằng cách soạn tin da cam gửi 1409 để hỗ trợ 18.000 đồng giúp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin tại Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 25 ngày 26.